Mẹ của mấy đứa, tại sao con lại khóc? Mẹ ơi, con đã là con dâu của mẹ trong hơn 30 năm qua rồi đó mẹ. Có thể là con làm chưa được tốt, con vẫn còn thiếu sót nhưng mà... Nhưng con đã cố gắng hết mình thương mẹ. Rồi sao nữa? 35 năm qua, con chăm sóc hai đứa con trai, chăm sóc cả mẹ nữa. Bây giờ thì con được cái gì? Thằng con trai của con chỉ biết quan tâm tới vợ nó. Còn mẹ lại thấy tội nghiệp. Cho cháu dâu hơn là con dâu của mẹ. Bà Hành Chu cũng vậy thôi. Ông ấy lúc nào cũng đặt mẹ. Đặt con trai và con dâu lên trên rồi mới tới con. Con là cái gì trong nhà này hả mẹ? Suốt 35 năm qua con sống trong cái nhà này đó mẹ. Con là ai? Mẹ ơi làm ơn nó con biết đi Mẹ <laughs> Mẹ xin lỗi con ừ, Chị à em cũng xin lỗi Con xin lỗi thôi mẹ Lại là xin lỗi lúc nào cũng xin lỗi Tôi chẳng nghe việc đó rồi làm ơn đừng nói nữa Mẹ ơi Mẹ thấy có lỗi đúng không Vậy thì mẹ định sẽ làm gì đây Nếu mẹ thấy có lỗi Thì mẹ đuổi tụi nó đi hả mẹ hay là con Ê, trời à. chị ơi chị à được rồi mẹ sẽ là người ra đi mẹ sẽ là người ra đi phim được chiếu thích minh tại tivi hay org cô ấy về nhà rồi như lời con dâu nói ơn bơ và han chu dọn ra ngoài đi còn nữa mẹ cũng dọn ra luôn mẹ sẽ vào viện dưỡng lão trời ơi mẹ mẹ lại bị sao nữa vậy chị dâu á không phải cố ý đâu mà đương nhiên là chị dâu rất đau lòng mà mẹ em sợ sẽ không có ai có cùng ý kiến với mẹ thì mẹ sẽ đau lòng thôi em đâu có ngờ là đông chu và anh hai cũng theo ý mẹ chắc chị cảm thấy như mình bị phản bội ơi trời em xin lỗi mà chị dâu Hả? con thật sự đau lòng lắm thưa mẹ trời ơi chuyện gì vậy <laughs> xảy ra chuyện gì thôi đi anh anh để yên đi để chị nói ra hết nỗi lòng con nói cho han chu là mẹ nó về rồi dạ yeah. <laughs> mẹ của mấy đứa con cứ nói ra hết những suy nghĩ của mình đi uhm. con cũng đang là một người mẹ chồng mà mẹ Anh bên là con dâu của con nếu như phải dạy dỗ hay la rầy nó thì người đó phải là con cho dù dù con làm ra chuyện gì không tốt Thì mẹ cũng không nên Làm con mất mặt Ở trước mặt con dâu chứ mẹ Mẹ muốn con là một người mẹ chồng Không có quyền gì sao Thôi đi mình Đây ngày mai tỉnh rượu rồi nói chuyện với mẹ Ông cũng không có tốt đẹp gì đâu Nếu không ai đứng về phía tôi Thì ông cũng phải đứng về phía tôi chứ Thì tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà Bây giờ ông xin lỗi tôi đó Nhưng biết đâu được khi chuyện này xảy ra ông lại đứng về phe hành chu và anh bớt còn nhất định phải chịu được như vậy sao hả mẹ làm gì có ai muốn làm như vậy đâu chứ ôi trời <laughs> ơi cái nhà này gặp phải chuyện gì vậy không biết nữa hả sao con dám uống rượu sai xỉn rồi về nhà đe dọa mọi người như vậy hả mẹ không nói con trai của mẹ làm đúng nhưng mà con cũng không có đúng hơn gì đâu đưa nó ra ngoài mẹ không muốn thấy nó nữa ra trời trời ngoài thôi mẹ anh chú buông ra được chị nói ra ngoài đi như mà vậy. chị đi trời với ngoài. em rồi chị mẹ. Đi. Mẹ được rồi được rồi em hiểu mẹ mà đừng, đừng có buồn nữa nha buông chị ra. dâu em hiểu chị buông mà ra. Để, để ngày ra mai rồi nấu tiếp mẹ ơi buồn ra đi ừ, trời để ngày mai rồi nấu tiếp đúng đó chị dâu một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ngày nào cũng sẽ nghe hôm nay thì dừng ở đây đi ha trời mình sao vậy chị vô à chị muốn nhậu với em không chị muốn uống rượu thì chị cứ uống đi chị muốn khóc bao nhiêu thì cứ gì khóc chị khóc đi khóc rồi đá đi ha khóc rồi đã đi khóc đi chị khóc đi tr... Trời ơi. mẹ ơi Ây. chị à chị uống chút không, nước không, đi không. Tôi không sai Ôi trời Ai sai rồi mà chẳng nói vậy chứ Ôi mình ơi mình Mình làm chị sao vậy à? Mẹ ơi, ơi mẹ ơi, ơi Mình ơi mẹ, mẹ mẹ ơi con đi Ê. Ê. Mẹ con Thì tình Mẹ uống rượu ở đâu vậy hả ba? Bà có biết đâu không biết mẹ đang cái gì chưa nữa à. con xin lỗi bà con xin lỗi bà con thật sự đoạn tuyệt với chị gái của mình sao? Dạ. Con có thể nói lại với bà không? Con hứa với bà chứ. Dạ thưa bà. Ừ. Được rồi, bà biết là rất khó cho con nhưng bây giờ con đã kết hôn rồi. Nếu như con muốn sống với Han Chu thì con phải ân đoạn nghĩa tuyệt với gia đình nhà họ Bắc. Dạ thưa bà. lấy xu sinh chê làm vật thế chấp hả cậu ta điên rồi sao sao cậu ta dám yêu cầu căn nhà của chúng ta chứ có vẻ cậu ta biết tất cả về ba và tài sản của công ty cậu ta về nước là để chơi khăm chúng ta sao con nghĩ là chúng ta nên đề phòng cậu ta đó ba kéo dài thời gian đi ba sẽ thảo luận việc này riêng với cậu ta ô trời ơi còn ở đây sao định thức trắng đêm luôn hả ôi trời mình nghe tôi nói thử ha thôi <laughs> khỏi đi bây giờ đi ngủ đi mà Đâu phải là ông đang chuẩn bị thi công chức đâu. Con dâu vẫn chưa ra chào hỏi con hay sao? Ơi, nó tưởng nó là nữ hoàng chắc. Anh về rồi. À. Ngủ hả? À. Tỉnh ra đi. <laughs> Trên người em toàn là mùi cá thôi à. Em ăn cá hả? anh đâu có ngửi thấy mùi gì em móc ruột cá cả, cả ngày nay còn mẹ thì theo dõi em cả ngày luôn sau khi trở thành chủ tịch ngày nào anh cũng về trễ hết em cưới nhầm chồng rồi em ơi em không thể kiên nhẫn hơn hay sao em biết anh không thể lơ lại công việc được mà chúng ta ra riêng đi Hoàng Anh Bên sắp ra riêng rồi đó. Hai người đó sẽ không ly hôn đâu. Chuyển ra ngoài sống coi chừng còn hạnh phúc nhiều hơn. Em ghen tỉ quá đi. Sao tự nhiên em lại vậy? Ê hê, không phải là bị đuổi ra chứ. Chơi hanh chu Một mình đưa ra tuyên bố là họ sẽ chuyển ra ngoài. Không phải rất ngầu hay sao? <laughs> hay là anh cũng... Làm vậy ta? Mẹ hỏi mẹ là cái gì trong căn nhà đi? nghe buồn lắm đó anh à Lâu lâu em cũng tự hỏi rốt cuộc em là gì Em bị sao vậy hả Mẹ ruột của em á Lúc nào cũng thiên gì cơm bên hết Vậy là mẹ vợ thương đứa này hơn đứa kia sao Cơm bên sinh ra Có sức khỏe rất là yếu Chị cơm bên sinh ra yếu ớt Và phải cho vào lồng kính Còn em sinh ra thì rất khỏe mạnh em đã lấy hết chất dinh dưỡng ở trong bụng mẹ của chị ấy chắc có lẽ đó là lý do nếu như anh là mẹ vợ thì anh sẽ cảm thấy rất biết ơn khi mà em được sinh ra khỏe mạnh vậy rồi sao nữa em bị bẫy thiên gì như thế nào hả <laughs> đó cũng là chuyện thường tình mà trong khi em phải làm đủ thứ việc vất vả còn hoang cơm bên á thì có những thứ đẹp đẽ tuổi thơ của anh bên chắc là cơ cực dữ lắm ha anh hy vọng em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở nhà này Từ giờ anh sẽ là người chồng tốt Trước khi làm bất cứ chuyện gì Thì anh nên nghĩ tới mẹ trước khi nghĩ tới mình Ôi trời ơi Không biết sao anh cảm thấy buồn quá vậy nè Bây giờ anh đã 33 tuổi rồi đó mà anh vẫn chưa thể nào hiểu được con người của mẹ đàn ông vốn hay suy nghĩ đơn giản mà <laughs> dọn ra ở riêng gì chứ sao anh có thể nói vậy anh đúng là đồ ngốc mà đúng vậy ha vậy cho nên anh cần phải có ơn bên bên cạnh mình đó vậy thì anh phải nghe lời em đó kể từ ngày mai anh phải đứng về phe của mẹ anh phải nghe lời mẹ bất chấp mọi thứ biết chưa dạ xin tuân lệnh thưa phu nhân <cười> <cười> Sau khi mẹ nổi cơn thịnh nộ ngày hôm qua Một mặt thì con người em cảm thấy xấu hổ bối rối Còn cảm thấy buồn nữa Nhưng mà phần khác thì Cảm thấy rất là hạnh phúc Vì trước giờ mẹ chưa bao giờ bên giật em như vậy hết anh à vậy chỉ bên giật cơm bên thôi Ê anh không tin những lời em nói là thật đâu Chắc chắn là mẹ em có bên giật em vài lần mà Chỉ tại em không biết đó thôi tuy là em cảm thấy có lỗi với mẹ của em nhưng em cũng biết ơn là mẹ đã làm như vậy bà ơi bà bà đã nấu món này hả À. à, gì vậy? Chính tay bà đã nấu món canh dễ rượu này hả? Ờ, à, chỉ có mấy con cá bô lắc khô thôi, còn nếm thử đi Con nếm thấy ngon rồi bà, con cũng định ra nấu nè Ờ, à, chuyện đó có gì đâu chứ Ơ à, trời ơi, cả đêm hôm qua bà không ngủ, bây giờ buồn ngủ quá à. À. <laughs> Bà đi ngủ một chút đi à. Uh... Mình đã tỉnh rượu chưa? Uống miếng nước nha. Không cần, không sao. Uh... Tối hôm qua, tôi đã làm chuyện gì xấu hả? Vậy là mình không giấu gì hết sao? Nói trời ơi, tôi cũng không chắc. Không biết tôi đã làm gì. Mình không có làm gì tệ hết. Chỉ là nói ra tâm tư thôi. Còn con có ngủ được miếng nào không? Mẹ nấu canh giải rượu đó, con ăn một miếng đi, rồi đi ngủ thêm. Dạ, con xin lỗi mẹ chuyện tối qua. Có gì đâu mà xin lỗi. Ừ. Mẹ cũng xin lỗi con nhiều. Mẹ không biết quý trọng con là lỗi của mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ làm tốt hơn thôi mẹ. Con cũng xin lỗi thôi mẹ. Kể từ bây giờ con sẽ làm tốt ha. Tôi cũng xin lỗi mình. 저대엄마. Sorry 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 sorry. Bắt cho Ê, chị không định trả lời luôn sao? À, tôi biết rồi. Nào, Như vậy là tốt rồi. Tất cả những mâu thuẫn trong nhà này đã được giải quyết hết ten ten. Ôi trời ơi, đói quá ăn thôi, à, phải ăn thôi. Ơi. <laughs> ừ. Con còn không chị dâu. Là mẹ đã dậy sớm để nấu món canh giải rượu này đó. Ồ, mẹ nấu thật sao? Ơn ừ, bơn đã cắt mấy con cá khô ra đó, nó làm rất tốt, hết sức chu đáo luôn. <cười> <cười> mẹ phải ăn nhiều vào nha mẹ. Ờ. Lát nữa. Con đi với mẹ tới chỗ này một lát. Đi đâu vậy mẹ? Chỉ vì con người, chỉ vì trong nô, một khởi đầu mới của trong nô, chính trị xây dựng trong nô tuyệt vời. Trong nô, trong nô, tất cả những gì tôi nhớ là trong nô. Con thấy được đó, cái đó dễ nhớ mà ba. Trong nô, đúng không? Nghĩ nó đơn giản hơn đi. Ba ơi ba, con đã chuẩn bị cho ba rồi. Chính trị thay đổi cuộc sống con người, một kỷ nguyên mới, nền chính trị mới. Ba thích cái đó. Phải đó chúng ta cần có một nền chính trị mới không cần cái cũ rích kia nữa lấy cái đó đi ha vậy là ông thích cái của nó hơn tôi thích cái của tôi hơn ờ con thêm nó vào bức tranh con gấu và mau chóng hoàn thành tấm poster nha dạ con biết rồi ba con sẽ khiến nó thật đặc biệt và thật bắt mắt luôn công nhận hai cha con các người ăn ý quá hey không thể chờ tới lúc tranh cử kết thúc tôi phải cười nhiều tới mức đau cả mặt luôn ôi trời đau quá trời nè ha. ông sẽ không sao đâu đừng có lo trời đất ơi dạ nghị viên kim <laughs> bài báo không sao dạ tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ rốt cuộc là cái nào đã làm bài báo về quỹ tranh cử phi pháp được đăng tải hả? thật sao mình trời ơi Ủa? làm sao đây ô dạ con thấy rồi hả ô đây nè Ủa, là của tòa soạn báo nào vậy ờ là tòa soạn mà em chồng làm hả Ai viết bài báo đó? Nhà báo Nam San Xích. Chi Hô đang ở đâu? Hả, cậu điên hả? Họ đe dọa sẽ đâm đơn kiện và rút hết quảng cáo. Cậu định làm gì? Dạ không. Có tòa soạn báo nào không gặp phải những chuyện giống như vậy chứ? Vậy sao? Vậy còn chuyện này như thế nào? Họ muốn đưa đơn kiện cậu về tội phỉ bán và muốn tòa soạn sa thải cậu. Cậu đọc lại trách nhiệm của một người làm báo đi. Hả? Nè, tốt nhất là giết đơn từ chức đi. Tổng biên tập. Bài báo đó là do tôi viết. Ờ. <laughs> Cuối cùng bài báo đã được đăng. Wow, con bé đó đâm sau lưng ba nó thật sao? Cha, con bé đó đúng là vô tình thiệt chứ. <laughs> Đây gọi là chưa chính chắn hay gọi là dũng cảm đi. Sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi thấy mẹ chồng anh bên phải xin lỗi mà đúng Không biết câu mẹ của con gái là tội nhân hả Bà phải vì in bên mà phải làm như vậy chứ Sao tôi phải là người xin lỗi chị ta Tất cả những người mẹ có con gái á Đều đứng về phía tôi Dù là vậy đi nữa Bà không nhớ bà đã gây chuyện ở nhà thông gia hay sao Anh bên có vẻ thích sự thật Là tôi đứng ra để binh vực cho con bé Con xin chào bác trai và bác gái Ôi trời Con về rồi hả <laughs> Tuy là hơi trễ, con chúc mừng cây trương cưới hàng. À. Ôi trời không cần màu mè vậy đâu con, Ôi màu hoa đẹp quá. đây là hoa hướng dương là loài hoa mang lại sự thịnh dưỡng đó. chúc hai người thành công. À, cảm, sợ. cảm ơn con. cảm ơn con. À, tôi đi xem nhà nha. À, con muốn uống gì không uống cà phê nha. dạ được đó. Ừ. À, ngồi đi con ngồi đi. cả ơn bơn và cưng bơn đều đã kết hôn rồi chắc hai bác buồn lắm. cũng không buồn gì đâu, mọi chuyện trở nên rối ren xíu thôi. Ê, không ngờ hai đứa lấy hai gia đình ghét nhau Dạ Nhà chồng in bên với cơm bên Là kẻ thù ba đời của nhau đó Dạ Mong là cô sẽ viết bài thật hay Cô dùng thử đi <laughs> Dạ cảm ơn chị rất nhiều Tiệm cà phê của anh chị vừa mới được đăng trên trang nổi tiếng đúng chứ Sau đó vì kinh doanh của anh chị thế nào à, Sau đó thì khách tới đây nhiều hơn Vì họ đã biết nhiều về chúng tôi Và có nhiều lời mời phỏng vấn hơn nữa cô chủ ơi À dạ Ai đối với chị Sao phải bị đuổi chứ Bác Minh Hô và Han Chu là kẻ thù của nhau Nghe, Tại sao anh ta lại đóng cửa vỏ đường đó? Tại giáo bạo hành hả? Tìm hiểu thêm về tòa nhà đang kinh doanh tiệm cà phê đi à, Cô chủ à, cô có thể giới thiệu cho tôi Vài loại cá có thể ăn sống được không? À, trời ơi, mùa này là mùa cá mòi đó bà ơi à. Cá rất là tươi luôn à, Vậy sao? Những con cá mòi này sẽ đưa con dâu bỏ đi của tôi trở lại Ủa, à, Tôi chỉ lấy ồ, mấy con mập thôi à, ôi, Cho tôi những con mập ồ, dạ, dạ, nhất đó dạ. à, <laughs> Chúng tôi sẽ ăn những con cá này ở đây Ờ, nè, chúng ta mua về nhà cũng được mà mẹ. Ở đây thích ăn bao nhiêu thì ăn. Mẹ không thể đưa con về nhà con nơi biển khơi, nhưng con hãy nghĩ đây cũng như là quê hương mình. Mấy đứa nhỏ và ba nó thích ăn cá sống lắm. Ôi trời ơi, con không cần nghĩ tới tụi nhỏ với ba của nó, chỉ cần nghĩ cho con thôi. Mẹ thật sự cảm ơn con, vì con đã chịu gả vào gia đình này và chịu làm dâu mẹ trong suốt 35 năm qua mẹ thật sự rất may mắn khi có cô con dâu như con mẹ đã sống rất là vui vẻ mẹ nói vậy làm con xấu hổ quá ôi trời ơi con có xấu hổ khi say xỉn la hét đâu <laughs> con uống đi nè nâng ly <laughs> con phải uống cạn đó nha dạ con <laughs> à, còn đã đi đâu sau khi chạy ra ngoài vậy thì con chỉ đi vòng vòng ba mẹ ruột của con đều đã qua đời rồi mẹ xin lỗi con mẹ phải đối xử với con như là mẹ ruột mới phải từ đó giờ mẹ chẳng là gì ngoài danh mẹ chồng dạ không có đâu con đừng có giữ chuyện gì ở trong lòng hết nếu cảm thấy không vừa lòng cứ việc nói ra mẹ không quan tâm chồng của con mấy đứa nhỏ hay là cháu dâu ngay cả xuân giòn cũng vậy nếu tụi nó ức hiếp con con cứ việc nói với mẹ vậy mẹ sẽ làm gì từ giờ mẹ sẽ về phe của con mẹ biết là con bị tổn thương sâu sắc vì ơn bơn nhưng mà phản đối hai đứa tụi nó cũng đâu được gì nếu sau này tụi nó có cuộc sống hạnh phúc con sẽ biết ơn vì điều đó Chúng ta là những người trở thành kẻ thù với nhà họ Bắc. Không thể đổ lỗi cho ân bơn được. Ừ. Ừ. Dạ. Ân Bơn cũng thật sự rất là may mắn. Mẹ mới là người may mắn nhất đây. À, mẹ đã vào đúng nhà, đúng gia đình, có một đứa con dâu tuyệt vời và sống cuộc đời hạnh phúc con trai thì rất là thương mẹ cháu của mẹ cũng rất là thương mẹ ngay cả con dâu cũng tốt với mẹ mẹ còn phải gặp chắc nữa chứ thôi đi như vậy là quá tham lam rồi không được đâu nếu như định mệnh cho phép thì mẹ biết đâu được <laughs> ôi trời ơi thật sự rất thích khi thấy mẹ chồng và con dâu hẹn hò với nhau ôi trời hai người giống nhau quá vậy giống nhau lắm có đúng vậy không dạ hai người đẹp lắm <laughs> là con dâu của tôi đó, nhưng mà y như là con gái ruột vậy. <laughs> Chúc hai người ngon miệng. Nghị Diên Kim nói vậy là sao? Người giết bài báo đó là Nam sanh Xích, sao lại đưa con gái tôi vô chứ? Là con gái của ông giết đó, rồi đăng với danh nghĩa của cậu kia. Con gái ông là thủ phạm thật sự. Không phải đâu mà nghị Diên Kim chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ông nên dạy dỗ con gái, cho đàng hoàng lại đi, đừng có mơ làm chính trị. <laughs> nghị Diên Kim à, chuyện gì vậy trời mình à mình đã tìm ra nhà báo đó chưa bà tìm chi hô ngay cho tôi dạ con biết rồi ba bây giờ ba phải thật bình tĩnh nha con chào ba em đang ở đâu chị em là em phải không dạ đúng vậy Nè! Hát Chi Hô! <laughs> em phải nói chuyện với anh trước! Bây giờ anh sẽ về nhà! Em phải ở yên đó cho anh! Hử? Anh muốn em ra trước để giữ Chi Hô lại! Anh có chắc lại máy giết không? Ghê thật! Em biết rồi anh Minh Hô! <laughs> em chồng! À, Vào phòng chị nói chuyện chút đi! Con! Phim được chiếu minh tại org Không phải con Không phải là con giết có đúng không hả Làm ơn nói là không phải đi Đúng là em chồng đã giết đó mẹ Chúng ta phải làm sao bây giờ Thật sự là con Không đúng Không, không thể như vậy được Con xin lỗi mẹ trời ơi con bị điên rồi hay sao vậy con có còn là con người không sao con dám phản bội ba mình con thú còn không làm như con như vậy? vậy thôi 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 con ra đây cho ba ra đây là con giết phải không nói mau đi à, mình ơi mình không phải như vậy đâu chỉ là hiểu lầm thôi mình à không đúng đâu ha dạ đúng rồi không đời nào em ấy lại làm như vậy đâu ba ạ là con đã giết đó ba con xin lỗi ba Ôi, trời ơi mẹ mẹ trời ơi mẹ là con giết đúng không con thật sự con thật sự xin lỗi ba mà nhưng mà con là nhà báo là một nhà báo thì con phải làm những gì mà con nên làm con phải làm những gì hả điều nên làm. Có phải là đâm sau lưng ba hay không? Đó có phải là nghĩa vụ của con không? Ở trời ơi, thôi mà mình, thôi mà, mình à, con ngài chạy đi, chạy đi. Không đâu mẹ. <laughs> con phải làm nghĩa vụ của nhà báo. Nhưng con là con gái. Con đã có lỗi với ba. Con sẽ chịu phạt thưa ba. B... Nói... mình à mình trời ơi đừng mà đừng mà đừng mà trời ơi mình ơi mình ơi mình ơi mình mình ơi mình ơi mình, mình ơi em dừng lại được rồi em về nhà nghỉ ngơi đi <laughs> dạ anh nghĩ buổi hẹn hò của bà và mẹ sẽ diễn ra như thế nào tối nay anh hàn chu phải cư xử cho tốt đó nha ừ anh sẽ không làm điều ngu ngốc nữa ừ. hoan ơn bư Sơ chính vớ làm sao cậu biết mình ở đây mình tới tiệm ba mẹ cậu bác gái nói cho mình biết xin chào anh à, xin chào cậu ồ để ở đây giùm tôi đi dạ dạ dạ. đây là quà cho việc kinh doanh ờ à, cảm ơn cậu rất nhiều cậu không cần phải làm như vậy đâu nhưng cảm ơn nha chúng ta nói chuyện một lát nha ờ à, mình đang trong giờ làm mà nói chút xíu thôi mà nói ở đây cũng được mà vậy thì cứ như anh nói ân bư à mình thích cậu đó gì hả cậu bị điên rồi hả tôi thật lòng thích ân bư. nè sao chú dớn hả